Cá rô phi bự rồi. Cá phi rồi. À, cá này thì bán bao nhiêu tiền một ký? Cá này không có bán. Cái này có 25 ngàn ký à. Ở sao sao đút ngón tay vô chia? Lúc tay vô mình gỡ cá nó không sảy. Như cường nè. Cường là làm giăng lưới thì cái bằng bằng tay như thế này á thì bắt cá được không? Được hả? Ôi có Nhất bạn. dư được ngón này với ngón tí. Ừ, ở đây là 2 4 6, ở đây 2 4 5 nè. Chỉ có Khánh. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện U Minh Thượng thuộc tỉnh Kiên Giang. Và hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái vùng đất rất là dễ thương như thế này để quay cho cô bác quý anh chị xem về một cái hoàn cảnh nguyên một cái gia đình đó đó. Nó có một cái dị tật rất là lạ và Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác quý anh chị. Sẵn đây thì trong một lần về U Minh như thế này, cái cảnh ở đây rất là hữu tình thì Bùi Hồ quay một số nét sinh hoạt của người dân ở huyện U Minh cho cô bác quý anh chị là như thế nào ha. Và ở đây thì chúng ta có thể bắt gặp được những cái con người rất là dễ thương, như có nói là người miền Tây dễ thương vô cùng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình thôi. Đây là một cái cảnh sinh hoạt, đó là người ta sẽ thu hoạch gừng, các cô chú này sẽ thu hoạch gừng và rửa để mà bán cho thương lái. Đây là một cái cảnh sinh hoạt khá là đời thường ở huyện U Minh Thượng của tỉnh Kiên Giang. Này là bao nhiêu một ký hả con? Không, hỏi thôi à. Chưa có giá ha, chừng nào mà lái mà trả cân xong thì mới có giá sau đúng không? Đây là một cái cảnh thu hoạch gừng nha mọi người. Dạ. Gừng này bị ngập nước nên mình phải nhổ gấp ha. Chưa đến già thì mình vẫn nhổ luôn. Trời, già bụi có mấy ký nè. Dạ. Bây giờ bụi có lớn nè, ngập nước mà nhỏ bẹ nó chứ giờ bộ. Nhổ ở đâu con? Ở trên cung tắc. Anh ơi. Dạ. Kêu nó liếc liếc con dao đem con dao qua. Đó, chưa đến mưa quá rồi. Ở đây là cái huyện U Minh Thượng này là mưa là ngập, nhà nào cũng ngập hết á. Ừ, trong rẫy ngập như biển trong á. Vậy hả? Rồi sao nhổ? Thì nhổ mẹ đó chứ giờ. Lặn xuống nước nhổ luôn hả? Ồ. Nhưng mà mình nhìn nó trống trơn như cái biển nói vậy đó. Ồ vậy hả? Dạ. Thấy vất vả quá ha. Trời cực lắm, trồng có lợi lớn vậy đó. Dạ. Nổ chết bà. Đừng có này mà gặp cái đầu rẻ. Dạ. Gầu nữa. Mưa nữa nè mọi người. Thôi bây giờ chạy nhanh thôi. Dạ. Dạ. Trên cái đoạn đường mà về U Minh Thượng đó thì mình gặp cái chú này cắt gió nè. Có không chú? Dạ. Hồi sáng giờ chú cắt được nhiều chưa? Mớ à. Cái gì nhiều ha chú ha? Đó cho con xem được không? Người miền Tây dễ thương vô cùng. Ồ, cá mè Vinh kìa. Hay ghê chưa? Trời ơi, ở về đây là có tôm thôi vậy chú? Con tôm bự hả? Ôi trời ơi. Con cầm nó văng là sao? Này là một cái nếp nếp sống sinh hoạt của người dân ở huyện U Minh Thượng, tỉnh Cà Mau. Ủa, tỉnh Kiên Giang. Tặng luôn hả? Ôi trời ơi, mới gặp sao tặng? Cái chuyện đó là thiên nhiên mà chứ đâu phải. Ôi trời ơi. Chú tặng con luôn hả? Có nên nhận không mọi người? Nhận đi. Nhận đi, nhận mang nợ chú sao? Cái này nướng là ăn tại chỗ được không chú? Đi chỗ nào mình nướng cũng được, có gì đâu. Ở chú rồi cho mình con tôm luôn nè. Đúng là ông bà người ta nói có câu là có phần thì không cần gì lo ha chú ha. Thôi lát con gửi tiền lại cho chú. Thôi, đụng với tao tặng cho ăn chơi mà. Ồ con tôm này nguyên ngày là chú bán nhiêu ký? Có đâu, 100 ngàn. Con tôm này 100 ngàn hả? Không có ký á, trời tôm có bao nhiêu tiền. Ồ trời ơi. Ồ này mà bỏ lên lửa nướng ha. Chú là chú mấy? Thứ bảy. Chú bảy dễ thương, con đợi chú cất cái gió đó lên thử xem sao. Không có đâu. Nó hết chạy rồi. Đâu chú dở lên cho mọi người xem á.
chú có cắt chú dở lên đi cho mọi người xem với. Dạ. Nói vậy chứ con tôm nó chú bán thì con mua, không bán thì con gỡ lại. Mà chú có biết con đâu đâu mà tình. Trời ơi. Dạ. Vậy là con mang nợ. Con mang nợ chú. Tự nhiên đi mình vô gặp chú mình tính. Ồ chú nói chuyện hay quá luôn kìa. Tình người với nhau mà. Giao lưu với nhau là quan trọng nhất. Khi mình phải gặp nhau nữa chứ. Dạ. Trái đất này tròn hả chú ha? Tuổi trẻ thì coi như là đi bao la. Dạ. Chú ngày xưa là chú cũng thường về Đồng Tháp đúng không? Có. Cá. Ồ. Con cá. Cá chài hả chú? Cá gì chú? Cá ngựa. Ôi trời ơi. Mới dính luôn. Ôi ôi, bự hoành tra luôn á. Còn bên đây là cá gì chú? Cá chốt. Chú năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 62. Chú đặt này để mà chơi thôi đúng không? Để giải khuây thôi. Nhà chú ở đâu? Trên kia. Dạ. À, ông bà người ta thường nói một cái câu đó là người miền Tây dễ thương vô cùng. Là trong đó chú là cũng rất là dễ thương luôn, đặc sắc của người miền Tây luôn, biên giới. Thôi con cũng chân thành cảm ơn chú đã tặng cho con. Thì hôm nay con có món quà nhỏ nhỏ con gửi tặng cho chú, đó là chai dầu ở Mỹ. Ok. Có một chú gửi cho con, gửi cho các cụ, gửi cho chú. Chai dầu này sức tốt lắm á chú. Dạ, chai dầu này người ta gửi từ Mỹ về á. Chú xin chúc hai cháu thịnh vượng bình an nha. Dạ con cảm ơn chú, chúc chú sức khỏe. Xa xa kia ở trong cái ngôi nhà có mấy cái đứa nhỏ nó đang đứng ở trên một cái chiếc xuồng do thủy triều đang lên á, nên là nữ ra nhìn nó dễ thương vô cùng nè ha. Ô trời ơi, chào con ha. Cái nhà phải ngập nước luôn kìa. Và đây là một trong những cái cảnh đưa đò ở vùng đất U Minh Thượng. Cô bác quý anh chị có thể thấy một cái chiếc đò khá là lạ ha. Thật ra thì Bùi Hồ là người dân, người con của miền Tây, nhưng mà vẫn thích cái hương vị của miền Tây. Tại vì cái miền Tây nó gây cho mình một cái người miền Tây thì dễ thương lắm, mà nó lại gây cho mình một cái thiện cảm. Thậm chí là những cái nét sinh hoạt của miền Tây á, nó cũng rất là đa dạng luôn. Và thậm chí đây là một cái chiếc đò nè, chạy bằng máy cu le nha mọi người. Ở trên chiếc đò này thì chỉ có một chiếc xe gắn máy thôi. À, hạ cái mũi bằng phà xuống. Mà chú? Mười mấy hai chục năm rồi. Cái đò nhìn lạ ghê á. Mỗi chuyến là bao nhiêu tiền? 3.000 một xe. Một xe một người là 3.000. Ba ngàn chắc lỗ tiền xăng quá. Chỉ có tí xíu thôi là tới nơi rồi. Tỉnh Kiên Giang á, tìm gặp một nhân vật mà gặp cái cảnh mà thủy triều nó dâng lên đó cô bác quý anh chị, nó ngập nguyên một cái nhà luôn nè. Và hôm nay thì Bùi Hồ ghé lên đây ăn gần 10 giờ mới được ăn sáng. Ở đây người ta ít bán đồ ăn sáng lắm. Nó ngập một cái người ta ghim cái tủ lạnh lên để trên cái giường luôn. Kìa, không còn cái gì, toàn là biển nước à. Như vậy nè. Dạ. Nhưng mà có chỉ có một người. Là nguyên gia đình luôn hả anh? Cũng như vậy hết trơn á. Dạ. Không mang dép được. Có hai cái gì vậy nè, cái nạn vậy nè. Hai nạn thôi. Có mang dép thì cũng mang dép rộng gớ gớ vô thôi chứ. Có hai ngón giò à. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện U Minh Thượng của tỉnh Kiên Giang. Và cái nơi Bùi Hồ tìm đến cũng đã đến cô bác quý anh chị, đó là một cái ngôi nhà của một bà cụ có 9 người con.
nhưng mà trong đó là có 7 người dị tật cái bàn tay và bàn chân. Bàn chân này khó, rất là khó để mang dép luôn. Và cái dị tật như vậy thành nữ là cái việc mà lao động cũng rất là khó khăn, cũng như là việc di chuyển. Và thật sự cái câu chuyện đó như thế nào thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị vô đây gặp bà là mẹ của các anh ở trong nhà, và cũng như là tìm hiểu về cái nguyên nhân ha. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Hôm nay thì đến đây bị ngập nước vào một buổi mưa ngập nước rồi. Bây giờ đi ha. Đây, đây là một cái cảnh nước ngập ở vùng U Minh của Kiên Giang. Cái cảnh này thì về đây thì cô bác quý anh chị sẽ bắt gặp bất cứ ở nhà nào à, cứ ngập như thế này nè. Dạ con chào bà. Dạ. Và phía trước hình ảnh của cô bác quý anh chị là một bà cụ cùng các người con của mình trong một cái gia đình. Hôm nay thì tìm đến đây với cái mục đích là thăm hỏi sức khỏe của cụ trong gia đình, cũng như nghe nói hoàn cảnh rất là khó khăn. Mục đích thứ hai là nghe nói là cụ sinh ra được 9 người con, thì trong đó có 7 người con của cụ á thì lại bị dị tật. Và cái việc dị tật đó làm cho con của cụ cái việc mà xin làm ở các công ty xí nghiệp rất là khó khăn. Và để tìm hiểu cái nguyên nhân như thế nào và dị tật như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng nghe bà cụ kể ha. Dạ cụ, dạ con chào cụ ạ. À. Là cụ năm nay là cụ bao nhiêu tuổi rồi cụ? 72. Cụ 72. Hàng ngày thì cụ ở nhà cụ sống với ai? Hai đứa con, người thứ tư, người già thứ tám. Dạ, là chị Tư ở đây lúc nãy là Bùi Hồ gặp này cô bác quý anh chị. Và đây là anh thứ tám. Còn chị là có gia đình rồi ha. Chị thứ hai. Chị là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 52 tuổi, chị có gia đình rồi. Có con không chị? Con. À con của chị là bên đây bé này ha. Em là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 16 tuổi. 16 tuổi có đi học gì không? Dạ nghỉ. Thì có một cái chị bên đây nữa nè cô bác của anh chị. Và điều đặc biệt đó là các anh chị ở đây đều có cái bàn chân khá là kỳ lạ. Cái bàn chân này là lúc nhỏ là sinh ra đã bị giống như vậy hay sao cụ? Giống vậy á. Dạ. Thì hàng ngày thì mình có trước giờ mình có làm công ty gì không anh chị? Không. Không à, chỉ làm ở nhà. Làm vòng vòng theo xóm vậy nè. Dạ. Mà cỏ. Cỏ phải rồi. Nhưng mà cỏ mướn ra vòng vòng xóm vậy đó. Dạ. Đa số thì các bị tật là khuyết cái bàn cái ngón danh ha. Và nó bị cong lại ha anh chị. Dạ, đây là cô bác của anh chị. Đây là cái bàn chân của chị này nè. Đi đứng là mà dép mang là có khó khăn dữ không chị? Dạ. Chị này là chị mấy? Chị thứ năm. Chị thứ năm ha. Đi cái chân mình có yếu dữ không? Yếu mà người ta đâu bằng, bởi vì người ta đâu cho mình vô công ty được đâu. Vậy hả? À. Càng ngày càng lớn lên thì cái độ khuyết này nó càng nhiều ra hay sao hả chị? Không, nó cũng vậy đó. Cũng vậy luôn ha. Cũng thứ hồi xanh sao rồi, tới lớn cũng vậy rồi. Dạ. Nước ăn rồi chết. Ôi trời ơi, nhìn này cô bác của anh chị. Ta không có miếng nước nữa. Cái này là em hỏi câu tới vậy, lúc mà mình ra đường đó thì người ta có mình có bị người ta kỳ thị hay là gì vậy? Ta kỳ thị thì kệ người ta, mình đã có tật từ trong bụng mẹ chung ra rồi, mình đâu có nói gì được. Dạ. Người ta cứ nói thì người ta nói kệ người ta. Mới sanh ra thì có đi khám, bác sĩ có nói như thế nào không nghe cậu ha? Không có đi khám. Không có đi khám luôn ha. Mà đâu có khám. Vì xưa đâu có đi khám. Dạ. Đây là chị bên đây là chị thứ mấy không cô? Chị năm. Ở đây là chị hai. Ở chị năm với chị hai thì cái tất cả các bàn chân thì nó bị tật rất là giống nhau ha. Bên đây nè là chị Tư nè. Đó. Mang dép được không chị Tư? Ở đây mình chỉ còn thấy được có ba ngón thôi à. Ba ngón. Bên đây là em thứ tám. Còn hai ngón thôi hả Khánh? Ôi trời ơi. Bên đây em này cũng bị luôn nè. Khánh chỉ còn có hai ngón thôi hả Khánh? Bên này còn được ba ngón. Đau không Khánh? Dạ. Không ha. À, trời. Rồi mang dép gì được không? Dạ được. Được ha. Thì gắn nông vô. Dạ. Này cô bác của anh chị nhìn nè, thấy nè. Các bàn chân của các chị cũng như. Nhưng mà cụ là không có hả cụ? Không. Còn ông cụ thì sao? Có. Ông cụ có hả? À. Vậy là ông cụ thì có. Nhưng mà bà cụ không có, sinh ra các người con đều bị hết à? À, coi như là một cái bệnh di truyền hả cụ ha? Hàng ngày thì cái công việc của chị Tư với lại
thứ ta Cường, Cường là làm lao động ở nhà để nuôi cụ, còn các chị còn lại đều có gia đình hết rồi. Như chị hai là làm cái công việc gì ha? Chị đi mặn mướn nuôi chồng. À, ủa sao vậy? Chồng bị tai biến đi không được. Dạ. Cô bé Khánh hả? Bé Khánh. Chứ còn thằng kia cũng đi mặn mà cũng mặn vô công ty cũng không được. Dạ. Còn chị Năm? Chị Năm thì có đi mặn cũng nuôi con ta cũng có tật nữa. Dạ. Con của chị Năm có bị giống như Khánh không? Có. Có. Vậy là tổng cộng là gia đình mình ba cháu nội cháu ngoại luôn là bao nhiêu người? Đông lắm. Nội cho ngoại 4 người. Cụ có 9 người con đúng không? À, cụ có 9 người con, bao nhiêu người con trai, bao nhiêu người con gái? Có tật 4 người. 3 thằng trai. 3 người trai. 5 người. Con chị hai đứa nào cũng bị gì hết trơn. Ờ. Còn mấy đứa kia thì đứa. Dạ. Vậy là có 5 người con trai. 5 người con trai và 4 người con gái. Mẹ hả? Dạ. Mẹ 6 gái, 3 trai. 6 gái, 3 trai. Thì trong đó là mấy hai người không bị là nam hay nữ? Nữ. Nữ không. Hai người nữ không bị. Còn 4 người nữ có. 4 người nữ có thật. Con nghe tổng cộng là gia đình mình con nghe nói là 13 người là bị hả? Rồi. Gia đình mình là 20 người thì trong đó hết 13 người bị tật hết. Trời ơi. Cháu đâu nữa. Dạ. Mình nghĩ là cái công việc cái việc này thì chỉ một hai người thôi nhưng mà gia đình coi như là gần hết luôn hai cụ. Ừ. Dạ, ông cụ thì qua đời rồi. Lâu chưa cụ? Cũng hai mấy năm rồi. Ông cụ qua đời hai mấy năm mà. Ừ. Cụ ở đó rồi vậy từ đó tới giờ để nuôi con với cháu. Ừ. Này nè, cô bác của anh chị nè. Nhìn cái ngón chân này nè, cong vô nó rất là rất là giống như là một cái hình vòng cung luôn ha. Dạ, nghe chia sẻ rằng là cụ chia sẻ rằng là các bàn chân của các chị ở đây á là được di truyền từ ông. Dạ. Hằng ngày thì em chia sẻ về cuộc sống của mình tí xíu. Hằng ngày thì Cường dân cá thì khoảng được khoảng bao nhiêu tiền ha? 50 mấy ngàn. Mua vài lít gạo á. Dạ. Vài lít gạo ăn. Ừ. Dạ. Cụ thì mắt bị mờ hả cụ? Không thấy đường luôn. Không thấy đường luôn. Ừ. Còn chị Tư là làm gì? Ở nhà nuôi. Còn anh Cường là chỉ đi kiếm cá rồi ha. Kiếm cá. À. Hôm nay được gặp để quay cho cô bác quý anh chị thấy một cái điều khá là kỳ lạ. Vì cái bàn chân nó bị dị tật kỳ lạ như vậy mà các anh các chị ở đây lao động rất là khó khăn. Không, người ta không có thuê mướn thì đi công ty làm cũng không có được nữa. Ừ. Dạ. Cái bàn tay cũng bị luôn hả chị? Bàn tay bị. Ồ, nãy giờ không để ý cô bác của anh chị nè. Như Cường nè. Cường là làm giăng lưới thì cái bàn tay như thế này á. Thì bắt cá được không? Được. Được hả? Ờ, ôi, có bàn không? Gỡ cá được hả? Dạ. À, việc ăn uống cầm nắm là sao Cường? Cầm gì hả? Ngày xưa là Cường học hết tới lớp mấy? Lớp 8. Học đến lớp 8 hả? Là nghỉ luôn ha? Ôi trời ơi. Cường, chỉ có Cường bị, em có bị không Khánh? Ở đây thì nhiều ngón hơn. Nhiều ngón, dư. Dư ngón. Ôi trời ơi. Dư được ngón này với ngón tí. Ừ, ở đây là 2, 4, 6. Ở đây 2, 4, 5 nè. Chỉ có Khánh, Cường nè. Có 3 ngón. Ừ, 3 ngón. Còn chị ba? Cái tay gì sinh hoạt khó khăn vậy không chị Tư? Khó. Ăn uống là gấp khó không? Khó. À. Mua tới tết luôn. Bên đây nữa nè. Bên đây thì 4 ngón. Đa số là bị hết à. Còn cho em coi cái chị hai ha. Chị hai thì ở đây bị khuyết hả? Cái này là bẩm sinh luôn hả chị hai? Ừ. Ôi trời ơi. Ngón, ngón bên đây là dính lại. Hai ngón này là dính lại hả chị hai? Dạ. Hai cái ngón này là dính lại luôn. Ôi trời ơi trời. Còn ngón này bên đây là bị khuyết luôn. Khuyết luôn. Như bên đây là chị hai cầm được không? Được. Cầm đũa được không? Tay này cầm đũa. Dạ. Cầm dao rồi được không? Bằng cá rồi được không? Được. Được hả? Dạ. Còn của chị Năm là có bị? Có. Ừ.
Thật ra thì đây là một cái căn gọi là căn bệnh khá là lạ ha. Bị khuyết tật khá là lạ luôn, cả nguyên một cái gia đình luôn. Mọi người đều bị như thế này hết à. Việc bị như thế này thì lao động rất là khó luôn. Chỉ việc làm cỏ, làm cá, làm vật dụng ở trong trong nhà thôi. Chị có ước muốn gì không là chị Tân? Ước thì có tiền có bạc được rồi. Có tiền có bạc được rồi. Dạ. Có tiền để có bạc để chăm cụ thôi ha. Ừ. Đa số thì vì cái dị tật tay chân á, nên các chị ở đây đều lao động rất là khó khăn. Và được biết thì hôm nay thì Bùi Hồ mới đến đây để quay cho cô bác quý anh chị xem. Chốt. Dạ. Hôm nay thì đến đây á thì tình cờ là gặp ngay chỗ cái huyện mình mưa ngập quá trời luôn. Mưa lã ngập lúc luôn, chạy xe khó lắm. Dạ. Thì hôm nay con đến đây con không biết nói gì hơn ngoài cái việc mà thăm gia đình của mình, cũng như là thật ra thì đây là một cái dị tật này thì không mọi người không ai mong muốn cả. Nhưng mà đã mang trong mình thì cũng phải cố gắng lao động để sinh sống qua ngày. Thì con đến đây thì cũng thay mặt cho cô Huệ đó, thì con gửi cho gia đình của cụ, cho cụ đại diện nhận ha, gửi cho gia đình của cụ 2 triệu để mà cụ có thể sinh sống qua ngày. Mai mốt thì có mạnh thường quân gì có liên hệ để giúp đỡ gia đình của mình đó, thì em sẽ xuống là thăm lại cái hoàn cảnh của cụ cũng như là cái chị ha. Chị đã cụ đại diện nhận giùm con, đây là phần quà của cô Huệ ở Mỹ. Dạ, chị đếm giùm đi, chị đếm đi chị. Trời ơi, ở đó đếm chị. Qua đây đếm. Dạ. Dạ, để cho mọi người biết cái cách đếm tiền như thế nào. Cho là mừng rồi, dạ. Những đỡ được cái nước uống này, gạo nó mừng rồi. Dạ, cảm ơn em nha. Dạ, thôi mua để mua gạo, cụ để mua gạo để sinh sống qua ngày ha. Tại có dịp con về đây. Dạ, thì hôm nay đến đây để chúc sức khỏe của cụ với lại các chị ở đây ha. Cũng xin được phép anh đưa cái đoạn quay phim này lên để cho mọi người biết về cái hoàn cảnh của mình ha. Ừ. Dạ. Rồi, xin chị chào. Chị cũng cảm ơn luôn nha. Em ở Đồng Tháp. Và chắc có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở clip sau. Ờ chắc có lẽ tí xíu anh sẽ đi với em đi ra thăm ngoài sau được không? À. Và tiếp tục thì trong cái nhà của em Cường với lại chị Tư thì Bùi Hồ sẽ đi một cái chiếc xuồng để thăm lưới cùng với em. Dạ. Dạ. Nhờ cái bàn chân bước đi nè, để coi em bắt cá như thế nào. Ồ, Cường là năm nay nhiêu tuổi rồi? 36 tuổi. À, lớn hơn rồi, kêu anh mới được. Rồi, anh lên chỗ này đi. Chìm em... không? Không dễ chìm, không chìm đâu. Ngập láng chưa? À. Ngồi đại đi. Dạ. Ê, ngồi xuống quàng đi. Dạ. Đeo lên áo xu đại đi. Cường năm nay là 36 tuổi hả? Dạ. Có người yêu chưa? Chưa. Chưa hả? Sao không có người yêu đi? Có nuôi ếch nữa gì Cường? Dạ. Ếch còn có người ta lấy dằn cắt ra bốn tay à? À. Thọt dò dưới đây mới thăm lưới được. Thọt dò xuống. Dạ. Cái tay cầm... Cầm dầm. Cầm dầm. Cái dễ cầm không Cường? Quay lại cho anh xem á, cho em xem á. Anh Cường chứ, xin lỗi mọi người nha. Thấy Cường còn trẻ quá mà. À, cái tay cầm cũng rất là khó khăn luôn, không có dễ đâu. Không biết chín không nè, mới văng nãy. Nước ở đây sâu không anh Cường? Sâu, ngập đầu luôn. Ngập cái dập luôn. À. Tại khi mà mưa với lại nước sông nó lên ha anh Cường ha. Dạ. Mưa quá trời luôn, ngập linh láng trơn. Sợi với cá phi á. Cá phi nó lội hả? Dạ. Em lại gần anh Cường được không? Được. Chìm không? Anh xui. Lại gần chìm không? Dạ chìm. Cái vỏ này nó lắc lư lắm. Dính gác một lùm. Cái gô biển. Dính cái gô biển hả? Dạ. Gỡ khó lắm không anh Cường? Cũng hơi khó. Gỡ ẩu quá gách lưới hết. Cá gô phi. Ồ cá gô phi biển là ngon lắm á. Gô biển nhóc. Vậy hả? Luôn. Dạ. Cá này là cá gô biển đúng không? Đúng rồi. Quá trời dính.
nó chìm á, nó chìm á. Nước lắc quá. Nước nó vô rồi. Không sao đâu. Lắc tát, xíu tát khô gần. Mà lỡ nó chìm thì sao? Dễ chìm, không có chìm đâu. Có chìm luôn hả? Dạ. Cái ngón tay như vậy thì lao động cũng rất khó hen cần ha. Dạ. Em này em hỏi thiệt ha, lúc mà mình có vậy mình đi vòng vòng á, người ta có kỳ thị mình gì không anh Cường? Mình có cảm thấy mà cảm không có cá thác lát. Cá thác lát. Con cá thác lát. Ở đây cá nhiều quá ta. Mới dăng nãy đó. À. Này là đất của mình hả? Dạ. Mới thấy cá. Nhưng mà ở đây đâu có thiếu cá ăn đúng không? Đúng rồi. Con luôn còn cá nhóc nhóc. Ở trong kia còn cá nhiều hơn nữa hả? Dạ. Ồ, cá phi bự rồi, cá phi bự rồi. Cá rô phi bự rồi. Cá phi rồi. À, cá này thì bán bao nhiêu tiền một ký? Cá này không có bán. Cái này có 25 ngàn ký à. Ờ sao đút ngón tay vô chi em? Đút ngón tay vô mình gỡ cá nó không sảy. À. Tại vì anh có ít ngón tay hơn đúng không? Ít ngón tay hơn ta. À, nên mình phải đút vô cái miệng đó. Dạ. Con cá bự quá ha. Dạ, con này nhỏ nè, bộ hổm với con 2 ký mấy. Ô vậy hả? Dạ. Cá này là cá tự nhiên không á? Tự nhiên, bún. Ô nó bự quá. Dạ. Còn mấy tay lận. Còn mấy tay luôn hả? Dạ. Vậy là hết một tay chưa? Mới 1 khúc à. À. Khúc chệt á, sợ không dính cá nè. Anh Cường là ngày thường ăn mấy chén cơm? 2 chén cơm, bới 2 lần nghỉ. À không ăn nữa. Ăn nhiều quá đau bụng, đau. Sao vậy? Ăn quen nè, như ăn cơm lường á. À. Bữa 2 chén cơm à. Đây là gừng bị ngập hết à? Dạ. Một chục con gừng đó, cho ta mướn. À anh cho ta mướn à, vậy là cũng có đất ruộng mà. Dạ. Bao nhiêu một năm? 25 triệu. Một năm 25 triệu 10 công. Dạ. Ờ, có nghĩa là công chỉ có 2 triệu rưỡi thôi đúng không? Dạ dạ. Vậy cũng đâu có đủ sống anh Cường ha. Đâu đủ sống đâu. Đi bằng cỏ mướn cũng lai gai. Tiếc có 15 ngàn. Anh đi bằng cỏ mướn nữa hả? Dạ. Tiếc có 15 ngàn. Tiếng có 15 ngàn thôi, ngày là bằng được 8 tiếng. 8 tiếng được nhiều tiền đâu. Ờ. Trăm mấy thôi. Dạ. Gạo nhút, này là gạo nhút nè. Dạ, đúng rồi. Xịt thuốc giết xịt không nổi luôn. Còn giết còn mấy cọng nè. Xịt hoài chơi chết. Đây đó còn xa không anh? Tay lưới mình văng rồi sao? Tay lưới nè. Lưới này xé qua tới cây đó. Ừ. Gạo nhút thì ăn rất là ngon. Dạ. Văn lưới như thế này là ngày anh bán được bao nhiêu tiền? Sáng được có 50 ngàn đó, 55 ngàn. Còn ngày trúng nhất là khoảng nhiêu? Chưa có biết, mới văn nữa nay. Mới văn sáng. Hồi còn đó giờ chưa văn ha? Dạ, như còn cá phi bự nè. À. Cái cảnh miền Tây nó hữu tình lắm. Cá này thì mình để ướp, mình ăn từ từ ha. Dạ dạ. Mình ra rồi bỏ vô tủ lạnh. Muối khô. Dạ. Rồi nó chết luôn rồi. Để không sao đâu. Hai con cá rô phi bự với là một con cá rô biển. Nó cứ sống vòng vòng ở đây. Con cá rô biển này thì ngày xưa gặp nhiều lắm, bây giờ thì ít gặp rồi.
Rác vô cho cá lóc à. Văn dính hả? Đi xì kiếm bên kia, bên kia cho á. Cá gô biển này. Cá gô biển? Dạ. Con cá gô biển là đắt tiền lắm á. 25 ngàn kia. 25 ngàn hả? Dạ. Ủa rẻ vậy? Sụt giá, trời mưa quá trời cá đi nhiều nè. Nó sụt. Hai con cá rô biển là đủ bữa ăn rồi. Dạ. Tay lưới này anh mua nhiêu tiền? 230. 230 ngàn. Dạ. Kiếm cá ăn. Ừ. Ấy lại vốn được chưa? Chưa. Tới 230 mới văn hồi tối. Hôm qua cá rô biển nhóc luôn. Sao bỏ, hôm qua mặn bỏ vô tôi đậm trơn rồi. Rô biển rẻ quá không có bán được. Ừ. Cái sạc điệp nè. Cái sạc điệp. Dạ. Nó bị lớn nè. Ồ, ở đây cá nhiều ghê á. Dạ. Ồ, con cá này bây giờ ở Đồng Tháp thì hiếm lắm mày. Con cá này nấu ăn chua á, ăn ngon lắm. Ăn nhất mình lắm. Ăn nhất mình hả? Dạ. Ok vậy. Cá sạc điệp mà. Cường hát được không? Không biết hát. Không biết hát hả? Còn tay nữa hả anh Cường? Còn hai khúc nữa. Gần tới chưa? Cũng gần tới rồi. À, sợ mưa kìa. Dạ dạ. Thăm hết tay này vô. À thăm tay này đi ha. Dạ. Để cho mọi người biết cái cuộc sống khi mà sinh hoạt của anh Cường á. Dạ. Hàng ngày là nó như thế nào. Đối với những người mà lành lặn tay chân á, sinh ra được khỏe mạnh lành lặn hết á, là một điều may mắn rồi. Nhưng mà đối với anh Cường thì cũng vượt lên chính mình. Hàng ngày mưu sinh với một cái nghề rất là dân dã, lưới. Đó là dân lưới, làm cỏ thuê cho mọi người để mà kiếm cái tiền đó để thu nhập để nuôi mẹ của mình. Dạ. Rồi tới một tay nữa đúng không? Đúng rồi. Sáng thì vừa hồ lại thì anh vẫn đang giăng lưới. Dạ. Anh nói là mới giăng chắc không có đâu, nhưng mà cũng có cá rồi. Cũng có ăn rồi. Cũng có ăn rồi. Con tay lưới này bị dùng quá chắc không dính đâu. Nhăn dùng với mấy cá phi á. Ờ vậy hả? Dạ. Còn giăng nặng thì dính cá gì? Cá rô biển nhiều. À. Không dính luôn. À, con dính lát. Là con cá đắt lát. Không dính. Tưởng nó không dính luôn rồi ha. Dạ. Rồi. Thôi bây giờ mình vô hả? Dạ. Vô ha. Vô. Cái cảnh của miền Tây thì nó... Ôi ơi chứ. Hiền hòa lắm. Đi không cẩn thận là nó chìm luôn hả anh Cường ha? Dạ. Có bị chìm lần nào chưa? Chưa lần nào chưa. Nhưng mà có em đi sợ nó chìm. Thôi thôi, có lẽ là chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ở đây. Thì đây là một cái đoạn clip về cái hoàn cảnh của gia đình của cô, của một bà cụ có cái người con thì không kém may mắn, không may thì bị dị tật hết rồi. Cái việc đó làm cho việc mà xin việc làm rất là khó khăn luôn. Thì hôm nay Bùi Hồ muốn chia sẻ đến này cũng như là đồng hành hỗ trợ cho bà cụ một cái quà của mình luôn, là cụ Hợi, là việc kiều bị
và cũng như là quay cho cô bác với anh chị thấy cái cảnh đó ở gần của Minh Thượng là như thế nào, để mọi người hiểu thêm về cái cuộc sống của người miền Tây. Ở miền Tây thì nó dân dã lắm, hiền hòa và lại dễ thương. Có vậy thì cô bác với anh chị á thì có về miền Tây á thì đi vô mấy cái vùng nông thôn á vẫn còn giữ được cái bản sắc của người miền Tây như Bùi Hồ đã quay. Và xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở lúc sau ha. Hãy nhớ đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ cho Bùi Hồ để có thêm động lực để tìm đến những cái vùng đất mới, những cái thức phim hay của cô bác anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ạ.